Thưa quý vị, với mong muốn sự mang đến những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị khán giả qua các video clip được đăng tải trên kênh Tin Mới. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị. Và ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Trung Quốc đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cuộc xâm lược Đài Loan. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại mọi sự chú ý trong khu vực Biển Đông đang đổ dồn hết vào sự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Được biết, ngày mai Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ khai mạc một đại hội mang tính lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nơi ông dự kiến sẽ được bầu lãnh đạo nhiệm kỳ 3 và vì thế được nâng lên mức cao nhất kể từ thời Chủ tịch Mao Trạch Đông. Hiện tại vẫn chưa thể biết sau sự kiện này đường lối đối nội và đối ngoại sẽ đi theo hướng nào, đặc biệt là chiến lược Đài Loan có được thay đổi sang một hướng khác khi ông Tập nắm quyền lần thứ 3 hay không. Nhưng có một điều khá chắc chắn được giới chuyên gia quân sự nhận định cao, đó chính là Trung Quốc vẫn đang chuẩn bị rất nghiêm túc cho cuộc chiến giành lại Đài Loan. Theo Carl Schuster, cựu giám đốc hoạt động tại Trung tâm Tình báo Liên hợp của Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương thuộc Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ, các cuộc thực trận quân sự mới nhất của chiến lược Trung Quốc gần eo biển Đài Loan cho thấy rằng họ đang chuẩn bị rất nghiêm túc. Tuy nhiên, chế độ này phải đạt được ưu thế trên không và trên biển trước khi có thể tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện vào quốc đảo, ông nói thêm. Được biết, trong một cuộc tập trận hồi tháng 8, quân đội Trung Quốc đã sử dụng phà dân sự để vận chuyển các tàu tấn công trong một cuộc đổ bộ giả để chiếm lấy Đài Loan. Hải quân Trung Quốc đã đưa tàu đổ bộ đến một bãi biển của Trung Quốc gần eo biển Đài Loan. Theo các hình ảnh vệ tinh được USA News xem xét và chính thức có mã tên Bột Hải Hàng Thông hay còn gọi là Bohai Hàng Thông. Bohai Hàng Thông là một con tàu chở hàng đa năng 15.000 tấn, khả năng chở hàng của nó gấp 3 lần tàu chiến đấu đổ bộ lớp San Antonio LPT-17 của Mỹ. Các lần đổ bên trong của phà dài 1,6 dặm và rộng 3 mét, trải dài trên 3 boong tàu. Việc kết hợp tàu chiến đổ bộ với tàu dân sự không phải là điều mới mẻ đối với Hải quân Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong những năm qua, nhiều tàu dân sự đã được sử dụng để vận chuyển quân nhu, trong khi một số tàu chở pháo trên boong cũng bắn phá bờ biển. Tuy nhiên, việc sử dụng chúng để vận chuyển các tàu tấn công là một bước phát triển gần đây. Ông Schuster nói với The Epoch Times hôm 30 tháng 9, điều này cho tôi biết rằng họ sẽ có những bài tập trận trong tương lai. Với tính chất này, lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó là 2 năm trước, họ đã làm điều đó ở quy mô rất nhỏ. Cuộc tập trận này mới đây nhất lớn hơn một chút và tôi nghĩ cuộc tập trận tiếp theo sẽ còn lớn hơn nữa. Vị đại tá Hải quân đã nghỉ hưu cho biết, cuộc diễn tập mới nhất cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể đổ bộ nhiều lực lượng hơn, nhanh chóng hơn qua một vùng biển rộng lớn hơn. Lực lượng đổ bộ của Trung Quốc có thể được tăng lên đáng kể. Quốc gia này chỉ cần thực hành nhiều mà thôi, ông nói. Họ đang chuẩn bị rất nghiêm túc cho cuộc xâm lược Đài Loan. Ông cho rằng, để một cuộc đổ bộ thành công, Đảng Cộng sản Trung Quốc phải có ưu thế trên không và trên biển. Nếu lực lượng Trung Quốc muốn đến được bờ bên kia, họ sẽ phải đi qua eo biển Đài Loan. Để làm được điều đó, họ cần đạt được ưu thế so với Đài Loan và ưu thế trên không đối với eo biển Đài Loan, ông nói. Thêm vào đó, họ cần có khả năng đảm bảo tàu ngầm không thể thực hiện nhiệm vụ đổ bộ đó. Vì vậy, khả năng đổ bộ phản ánh giai đoạn cuối cùng của một cuộc tấn công vào Đài Loan. Các giai đoạn trung gian là giành quyền kiểm soát trên không đối với Đài Loan và giành quyền kiểm soát trên không và trên biển đối với eo biển Đài Loan. Ông Schuster nói rằng giới lãnh đạo Trung Quốc hy vọng có thể ép buộc Đài Loan chấp nhận việc tái thống nhất mà không cần quân đội giải phóng nhân dân PLA phải xâm chiếm hòn đảo bằng cuộc tấn công đổ bộ. Ông nói, tôi tin rằng PLA hy vọng rằng các cuộc không kích và tên lửa sẽ phá vỡ ý chí chính trị của Đài Loan. Trong lịch sử, điều đó đã không xảy ra. Nhìn lại trận chiến nước Anh, người Đức cũng hy vọng điều tương tự. Tuy nhiên, nếu như mong muốn tái thống nhất một cách hòa bình của giới cầm quyền Trung Quốc không như mong đợi, có thể Bắc Kinh sẽ phải tiến hành một cuộc xung đột vũ trang như cách mà Nga đã làm với Ukraine để giành lại hòn đảo. Bởi thế, không ngạc nhiên khi có nguồn tin cho biết rằng Trung Quốc đang học hỏi kinh nghiệm của cuộc chiến ở Ukraine để phát triển các chiến lược chiến tranh hỗn hợp chống lại Đài Loan, bao gồm sử dụng máy bay không người lái và áp lực tâm lý. Phát biểu trước Quốc hội, Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia Đài Loan Trần Minh Đồng cho biết Trung Quốc cũng đang để mắt đến những diễn biến tại chiến trường Ukraine.
Ông nói với các nhà lập pháp, năm nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vay mượn kinh nghiệm của cuộc chiến Nga-Ukraine để phát triển chiến tranh hỗn hợp chống lại Đài Loan, đồng thời tăng cường huấn luyện và chuẩn bị chiến đấu chống lại những đối thủ hung mạnh. Được biết, sau cuộc tập trận, Trung Quốc đã mở rộng vùng xám cùng các hoạt động hỗn hợp chống lại Đài Loan. Đặc biệt, Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng máy bay không người lái bay gần các đảo do Đài Loan kiểm soát ngoài khơi Trung Quốc và tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, ông Trần cho hay. Đài Loan cho biết chiến dịch chiến tranh vùng xám của Đảng Cộng sản Trung Quốc bao gồm các chiến thuật bất thường nhằm tiêu diệt kẻ thù mà không cần mở giao tranh, như thường xuyên tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan và buộc không quân Đài Loan phải phản ứng. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tung hình ảnh quân đội Đài Loan lên mạng để vu khống và tấn công chính phủ, ông nói khi đề cập đến video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc vào tháng 8. Về cấp binh sĩ Đài Loan trên các đảo ngoài khơi do máy bay không người lái quay được, những hoạt động này nhấn mạnh rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tăng cường chiến tranh nhận thức các hoạt động trong vùng xám và các phương pháp hỗn hợp khác tạo thành một hình thức đe dọa mới đối với an ninh quốc gia, ông Trần nói thêm. Trước đó, một giám đốc tình báo quốc gia Mỹ là ông Javier Hanis đã từng trình bày trước Quốc hội rằng mối đe dọa về việc Đài Loan thống nhất với Trung Quốc đại lục từ nay đến năm 2030 là nghiêm trọng. Ngay từ tháng 5 năm 2018, ông James Fanell, một thuyền trưởng hải quân đã nghỉ hưu, đồng thời là sĩ quan tình báo đã nói với Quốc hội rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể phát động một cuộc xâm lược quân sự vào Đài Loan chậm nhất là vào năm 2030. Tuy nhiên, ông Scooter tin rằng nếu Đài Loan tích cực xây dựng quân đội, duy trì sự sẵn sàng và sức mạnh của lực lượng vũ trang và Hoa Kỳ đứng vững trong cam kết với Đài Loan, thì Bắc Kinh sẽ không hành động vì họ muốn được chiến thắng nhanh chóng, dễ dàng, không có sự hỗ trợ từ bên ngoài để kéo dài thời gian. Ông lưu ý rằng chỉ có một số bãi biển để lực lượng quân Trung Quốc đổ bộ ở Đài Loan. Ông nói, mấu chốt bắt nguồn từ việc người Đài Loan sẵn sàng tranh chấp không gian trên không và trên biển như thế nào. Nếu câu trả lời là có, thì cuộc xâm lược sẽ đến. Nếu câu trả lời là không, thì nó chỉ trở thành cuộc chiến tranh bờ biển và cuộc chiến tranh bãi biển là vấn đề về khả năng và ý chí chiến đấu. Trung Quốc phải vượt qua các bãi mìn cả dưới nước và trên bãi biển và người dân Đài Loan phải có cam kết rất lớn để tự bảo vệ chính mình và quốc gia. Ông tiếp tục và nói rằng, ông không tin rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ thành công vào năm 2030, nhưng nếu Đài Loan không tiếp tục xây dựng hệ thống phòng thủ của mình thì khả năng đó sẽ ngày càng gia tăng. Hãy nhớ rằng, chiến thắng trong cuộc đổ bộ khẩn cấp đòi hỏi sức mạnh áp đảo. Nếu bạn làm suy yếu ý chí của mình thì cuộc xâm lược không chỉ có thể xảy ra mà còn có thể thành hiện thực. Cựu giám đốc hoạt động tại Trung tâm Tình báo Liên hợp này cũng hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Đài Loan trong trường hợp Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động một cuộc tấn công. Ông nói nếu chúng tôi không giúp Đài Loan tự vệ thì chúng tôi sẽ từ bỏ vị trí một quốc gia dân chủ tự do và điều đó làm mất uy tín của chúng tôi. Thêm vào đó, chúng tôi đã bảo vệ Đài Loan hoặc hứa sẽ bảo vệ người dân Đài Loan tới bây giờ hơn 50 năm. Nếu chúng tôi không giữ lời hứa đó, điều đó sẽ làm giảm uy tín của chúng tôi ở những nơi khu vực khác của châu Á. Nếu Đài Loan rơi vào tay Trung Quốc và Trung Quốc có cửa vào trung tâm Thái Bình Dương, họ có thể cắt đứt nguồn cung cấp trên biển cho Nhật Bản và Philippines, đồng thời thiết lập quyền bá chủ trên Tây Thái Bình Dương và Đông Á. Vì vậy, từ góc độ chiến lược, chúng tôi phải bảo vệ Đài Loan, xét từ góc độ địa chính trị và góc độ tín nhiệm, chúng tôi cũng phải bảo vệ Đài Loan. Trong chuyến thăm Đài Loan vừa qua, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi nói rằng Hoa Kỳ sẽ không bỏ rơi Đài Loan. Bà nói ngày nay thế giới phải đối mặt với sự lựa chọn giữa dân chủ và chuyên quyền. Quyết tâm của Mỹ trong việc bảo tồn nền dân chủ ở Đài Loan và trên toàn thế giới vẫn là kiên định, không lay chuyển. Vào tháng 9, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã nói trong một cuộc phỏng vấn trên CBS rằng Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu có một cuộc tấn công chưa từng có của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, tuyên bố của ông Biden dường như là một sự thay đổi so với sự mơ hồ chiến lược, vốn là đặc điểm của chính sách Hoa Kỳ đối với Đài Loan trong vài thập kỷ qua. Theo chính sách này, các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ không xác nhận cũng không phủ nhận liệu Hoa Kỳ có bảo vệ Đài Loan về mặt quân sự trong nỗ lực duy trì hiện trạng hòa bình, ngăn chặn sự xâm lược của Trung Quốc và ngăn cản Đài Loan đòi độc lập hay không. Ông Scooter tin rằng các mối đe dọa quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã buộc Hoa Kỳ phải từ bỏ sự mơ hồ chiến lược. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Tập Cận Bình có thể phóng tên lửa xung quanh Đài Loan, tung ra các mối đe dọa quân sự xung quanh Đài Loan và tiếp tục làm như vậy, ông nói. Vì vậy, ông Biden đang cho ông Tập Cận Bình biết rằng hành vi đó là không thể chấp nhận được.
Hoa Kỳ sẽ chống lại nếu xảy ra xung đột. Vì vậy, sự mơ hồ chiến lược chấm dứt không phải vì chúng tôi tìm kiếm xung đột với Trung Quốc, mà vì hành vi của ông Tập đã buộc chúng tôi phải vượt rào. Trên đây là thông tin cập nhật về các diễn biến mới nhất về tình hình căng thẳng Đài Loan-Trung Quốc trên Biển Đông của chúng tôi ngày hôm nay. Các bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến mới này? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Bản tin Cổ Tin Mới đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.